Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục khuyến học khuyến tài của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3, tháng thanh niên với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng và đây cũng là dịp để tuyên dương những tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất trong rèn luyện học tập. Trong những tấm gương tiêu biểu đó, trong phong trào khuyến học khuyến tài, thi đua sáng tạo, nghiên cứu cũng rất đỗi tự hào với những gương mặt đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào ý nghĩa này đến các đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Để có được kết quả đó, gia đình, dòng họ cũng luôn tạo điều kiện và đồng hành cùng các bạn trên con đường học tập. Một vài ghi nhận qua phóng sự sau đây của phóng viên chuyên mục khuyến học khuyến tài. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bạn Hồ Thị Đen ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị, sinh ra lớn lên trong một gia đình người đồng bào dân tộc Vân Kiều ở thị trấn Cơ Đông Cơ Lang, huyện Đắk Cơ Đông. Năm nay Đen là học sinh lớp 12, đam mê và chịu khó học tập. Những năm học vừa qua, Đen đã đạt được danh hiệu là học sinh tiêu biểu của trường và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi. Trong năm học này, Đen đã đạt giải nhì môn ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Với các bạn ở đây, điều kiện xa nhà, học tập dưới mái trường này được sự tin yêu của các thầy cô giáo, bạn bè. Đen đã tiến bộ từng ngày. Và quan trọng hơn, Đen đã thực hiện được ước mơ của mình cũng như điều mà gia đình, ba mẹ đang mong đợi. Những điều khó khăn mà em gặp phải trong cuộc sống thì nó vừa là thử thách nhưng là động lực lớn nhất để em vươn lên để thay đổi những hoàn cảnh đó, và đặc biệt là sự giúp đỡ của thầy cô, của cô chủ nhiệm và ban lãnh đạo nhà trường, cùng với sự ủng hộ chia sẻ của các bạn trong lớp đã giúp em vượt qua những khó khăn để tiếp tục học tập, và em có một niềm đam mê với môn văn. Bé là một học sinh rất là có học lực rất là tốt, và đặc biệt là em có một cái ý chí, có cái nghị lực phấn đấu mà cảm thấy có hơn hẳn các cái học sinh khác. Và từ cái sự nỗ lực của bản thân rồi sự chịu khó trong học tập nên là Đen đã gặt hái được rất là nhiều kết quả khả quan, và bằng chứng thì em đã có 3 năm liền là học sinh giỏi cấp trường, rồi là tham gia các cái kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh em đều đạt giải. Ví dụ như năm học lớp 11 em đã tham gia được kỳ thi học sinh giỏi chọn môn văn của tỉnh và đạt giải nhì. Và năm học vừa rồi là em học sinh 12 và tham gia kỳ thi học sinh giỏi chọn môn văn của cấp tỉnh thì em đạt giải 3. Đó là những cái thành tích khẳng định cho cái sự cố gắng không ngừng của bản thân em. Dưới mái trường phổ thông dân tộc nội trú, hơn ai hết là các bạn đoàn viên thanh niên ở đây đã luôn đoàn kết, thi đua, học tập, xây dựng đạo đức, nếp sống tự lập. Trong môi trường học tập này, thầy cô giáo cũng nắm bắt được đặc điểm của các em học sinh dân tộc thiểu số có đặc thù riêng, có khi bất đồng về ngôn ngữ, nên các thầy cô ở đây thực hiện phương châm mưa dầm, thấm lâu, giảng giải từ từ, hiểu được bài cũ mới dạy bài mới. Ôn luyện, làm bài tập nhiều lần để khắc ghi kiến thức đã học, chỗ nào chưa hiểu thì thầy cô khuyến khích học sinh mạnh dạn trao đổi. Buổi sáng học trên lớp, buổi chiều, buổi tối tổ chức học thêm, phụ đạo kèm cặp cho các học sinh yếu. Do các em đều ở nội trú nên các thầy cô rất gần gũi, hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của từng em để có giải pháp bồi dưỡng, phụ đạo phù hợp nhất. Vì học sinh của trường không có thế mạnh về các môn tự nhiên nên tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi các môn xã hội. Kết quả là trường vẫn có nhiều em học sinh giỏi và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Khi học tại trường nội trú tỉnh thì được sự quan tâm của thầy cô rất là chú đáo và luôn luôn hỗ trợ các em học sinh trong việc học tập, và em thấy kết quả của em cũng tốt hơn qua từng năm. Nhà trường có xây dựng cái kế hoạch là rất là dài hơi. Đó. Kế hoạch là để cho các em thứ nhất là tập trung về cái vấn đề là đại trà. Thì những năm lại đây là tốt nghiệp trung học phổ thông thì đạt là từ 99 cho đến 100%. 3 năm lại đây. Còn là về mặt mũi nhọn thì chúng tôi xây dựng cái kế hoạch là trong 3 năm, tức là từ khi em vào lớp 10 thì đã có sự tuyển chọn bồi dưỡng, và sau đó đến lớp 11, lớp 12 thì các em có thể là đi thi học sinh giỏi tỉnh. Cùng với 68 bạn học sinh bậc trung học phổ thông trên cả nước, em Trần Thị Kiều Anh, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Cam Lộ, vinh dự là học sinh xuất sắc của tỉnh Quảng Trị, vừa được Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu học sinh ba tốt cấp Trung ương năm học 2018-2019.
Nhìn vào bảng thành tích học tập, rèn luyện đáng nể của cô nữ sinh trường huyện, rất nhiều người sẽ cảm thấy thán phục bởi Kiều Anh đã biết khắc phục mọi khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập để đạt nhiều kết quả tốt. 11 năm liền, Kiều Anh là học sinh giỏi toàn diện, từng đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và hiện là thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý. Kiều Anh còn là thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2014-2019 do Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Cam Lộ chứng nhận. Thành viên của câu lạc bộ văn học có đóng góp tích cực cho thành công của ngoại khóa Văn học dân gian Việt Nam năm 2018, giải nhất cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cấp trường. Em thường tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trong trường, làm MC, biên đạo múa, tổ chức các chương trình lớn kỷ niệm các ngày lễ lớn ở trường, cũng như là tham gia các hoạt động ở ngoài trường như các câu lạc bộ, tham gia lớp học võ, vân vân. Và những điều đó giúp em có được một năng lượng tích cực và có một sức khỏe để có thể tham gia được nhiều hoạt động hơn và để có thể có thành tích tốt hơn cả trong học tập lẫn trong hoạt động bên ngoài. Ngoài ra, Trần Thị Kiều Anh còn ghi dấu ấn bằng việc tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào đoàn ở trường học. Đặc biệt, Kiều Anh rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện, chiến dịch hè, tìm hiểu các cuộc thi về văn hóa, dân tộc ở địa phương. Hiện nay, Kiều Anh đang đảm nhiệm vai trò phó ban truyền thông của câu lạc bộ kiến tạo trẻ thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Để trở thành học sinh duy nhất của tỉnh Quảng Trị, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương và trao tặng danh hiệu học sinh ba tốt, bạn Trần Thị Kiều Anh đã luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình để đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động tình nguyện. Với những cố gắng không ngừng cùng những kết quả đã đạt được, Kiều Anh xứng đáng là tấm gương sáng, đoàn viên tiêu biểu để các bạn học sinh trong toàn trường học tập và noi theo. Dưới mái trường Trung học Phổ thông thị xã Quảng Trị, những tấm gương vượt khó vươn lên cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng tất cả bạn bè cùng trang lứa. Gặp bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 12A1, cởi mở, thân thiện là điều mà chúng tôi nhận thấy ở cô học trò nhỏ này. Đam mê môn lịch sử đã giúp em đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua. Trong ngôi nhà ba mẹ em thuê để sinh sống tại thị xã Quảng Trị, vừa kiếm thêm việc làm, bà làm thợ nề, mẹ thu mua ve chai, vừa tạo điều kiện để hai chị em Nhung được đến trường gần hơn. Và trong thời gian qua, đáp lại sự quan tâm, lo lắng của ba mẹ, hai chị em Nhung đều là học sinh giỏi của trường. Cuộc sống thì ai cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà riêng em thì em lấy cái khó khăn đó để làm động lực cho mình vượt qua những cái kỳ thi mà nhà trường kỳ vọng và làm cái thành tích, làm lên nổi bật thành tích cho bản thân của mình. Giống như là các cái kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì em cũng đạt giải cao và được tuyên dương và khen thưởng. Còn em Hoàng Lương, lớp 12A6 mà chúng tôi được gặp tại trường Trung học Phổ thông thị xã Quảng Trị cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua vượt khó học tập. Hoàng Lương vừa đạt giải 3 môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020. Với các bạn trong lớp, trong trường, với thầy cô giáo và bạn bè, Lương là một trong những tấm gương về sự chăm chỉ, vượt khó, đáng để các bạn noi theo. Quan trọng hơn là khi được học tập dưới mái trường này, các bạn được chia sẻ về những điều trong cuộc sống để cùng nỗ lực vươn lên, tiến bộ từng ngày. Trong những năm qua, trường Trung học Phổ thông thị xã Quảng Trị đã có rất nhiều tấm gương học sinh vượt khó vươn lên trong học tập rất là tốt. Đó là những tấm gương tiêu biểu trong sự cố gắng vươn lên trong học tập. Và nhà trường đã tạo điều kiện rất nhiều cho các em. Trong nhà trường thì có rất nhiều cái phong trào hoạt động về cái giúp đỡ các bạn, như là phong trào cùng bạn đến trường. Những tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa học tập, nghiên cứu của tỉnh Quảng Trị càng làm tô thắm thêm sự học của các bạn trẻ. Họ là niềm tự hào của gia đình, của dòng họ, nhà trường và là những điểm sáng của phong trào thi đua của tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị. Chuyên mục khuyến học khuyến tài số tháng 3 năm 2020 đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.